Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tạo phong trào tầng bốc Nguyễn Phú Trọng muốn cạnh tranh với lãnh tụ Hồ Chí Minh. Giản dị, thanh cao, khiêm tốn, thương dân, vân vân. Đây là hình ảnh mà ông Hồ Chí Minh đã xây dựng để trở thành lãnh tụ. Tuy nhiên, nếu tinh ý thì sẽ thấy những đức tính đó chỉ tô điểm cho cá nhân của ông Hồ Chí Minh, chứ nhân dân không được gì cả. Thời ông Hồ Chí Minh vì câu nói dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập. Và cũng bởi câu nói này mà hàng triệu người dân Việt Nam sinh Bắc tử Nam, rồi cuối cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến miền Nam tự do hơn, giàu có hơn thành nghèo đói và mất tự do như miền Bắc. Đấy là cái mất mát vô cùng to lớn cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước. Nếu so sánh Việt Nam với Hàn Quốc thì chắc chắn người dân Việt Nam sẽ thấy cái mất mát vô cùng to lớn của dân tộc. Câu nói Việt Nam sẽ sánh vai cùng các cường quốc năm châu của ông Hồ Chí Minh từ đến nay đã cho kết quả ngược lại. Người Việt Nam đi ra nước ngoài nổi tiếng với những tệ nạn trộm cắp, xã hội bất an và các loại tội phạm đầy đường. Đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng trong nước, giáo dục thì thối nát. Người dân Việt Nam và đặc biệt là phụ nữ khi cầm tấm hộ chiếu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tay thì khi rất dễ bị hải quan các quốc nước ra khác phân biệt đối xử một cách nhục nhã. Đấy là những gì mà thời đại Hồ Chí Minh đã mang lại cho người dân Việt Nam. Đó là thực tế được thừa nhận với hầu hết của người dân Việt Nam nào đã có thời gian ra nước ngoài để nhìn nhận lại những gì đất nước đạt được. Những đức tính như giản dị, thanh cao, khiêm tốn của lãnh tụ thì dân không thể ăn được. Dù ông Hồ Chí Minh có giản dị thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xây tượng đài hàng ngàn tỷ đồng và bỏ đói người dân. Dù Hồ Chí Minh có thanh cao thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xây cổng chào hàng trăm tỷ và cũng tiếp tục bỏ đói nhân dân. Và dù ông Hồ Chí Minh có khiêm tốn thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xây lăng tẩm đổ sộ nhưng cũng để dân nghèo đói. Tóm lại, những đức tính để tôn vinh cá nhân và lãnh tụ, người dân không thể ăn được. Dân không được hưởng cái gì. Cái dân cần là tự do cho nhân dân, dân chủ cho đất nước và an sinh cho đồng bào, giáo dục hướng thiện cho công dân vân vân. Để mà xây dựng một xã hội tốt đẹp, chứ không cần những đức tính kia của các lãnh tụ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng muốn học cách làm lãnh tụ của ông Hồ Chí Minh. Tại một nhà nước dân chủ, họ chẳng ca tụng lãnh tụ bao giờ. Điều mà xã hội cần làm là phải biết chỉ trích lãnh đạo, phải biết chỉ trích đảng cầm quyền để họ làm cho xã hội tốt hơn. Không có lãnh tụ nào cả. Ai không mang lại cho dân kết quả tốt đẹp thì bước xuống khỏi ghế để người khác làm, không hề nói nhiều. Việt Nam cần một xã hội như vậy và các lãnh đạo phải được quyết định bằng lá phiếu của chính người dân, chứ không bầu cử hình thức như Việt Nam. Tham vọng thành Hồ Chí Minh thứ hai, đây là câu hỏi đặt ra với ông Nguyễn Phú Trọng. Ngoài xây dựng hình ảnh bằng những đức tính trên, lãnh tụ Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam còn thực hiện tham vọng cầm quyền suốt đời và ông đã thỏa vọng ấy đến ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình. Ngày nay, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang làm như vậy, cũng đang trà đạp lên điều lệ của Đảng để tiếp tục cầm quyền đến nhiệm kỳ thứ ba, trái hẳn với văn kiện của Đảng. Ông đã đạt được ước muốn tiếp tục cầm quyền, nhưng có cầm quyền suốt đời được hay không thì chưa thể biết. Để có thể cầm quyền suốt đời thì ông Nguyễn Phú Trọng phải chết ngay trong nhiệm kỳ thứ ba này, hoặc ông phải thiết kế suất đặc biệt thành công cho mình trong các nhiệm kỳ đại hội Đảng tiếp theo sau 5 năm một lần nữa, là nhiệm kỳ thứ tư, thậm chí thứ năm. Trong cuộc đời Tổng Bí Thư, chưa có ai làm được chồng như ông Nguyễn Phú Trọng. Ông ta cho người ca tụng mình, rồi nhờ bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng hay mạng xã hội chuyển đi, và từ đó xây dựng nên hình ảnh lãnh tụ. Thời ông Hồ Chí Minh cầm quyền, dân trí người Việt Nam lúc đó chưa cao, tỷ lệ mù chữ cũng rất nhiều. Còn trí thức xã hội chủ nghĩa của bộ máy chính quyền Hà Nội lúc đó thì họ không có gì ngoài lòng căm thù. Họ căm thù chính đồng bào của mình ở phía Nam, họ còn không biết phân biệt đâu là quân cướp nước. Vậy nên thời đó, bộ máy tuyên truyền xây dựng hình tượng lãnh tụ một cách rất dễ dàng. Tuy nhiên hiện nay là thời đại thông tin toàn cầu, dù Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng đủ mọi cách để hạn chế người dân tiếp cận thông tin, nhưng họ cũng không thể bịt hết cho được. Vì vậy, tham vọng của Nguyễn Phú Trọng có thể nói là rất khó thực hiện. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng
một con người đầy tham vọng về quyền lực. Bộ máy tuyên truyền dối trá rất sợ sự thật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với hệ thống báo chí độc quyền trong tay và với hơn 800 tờ báo lớn nhỏ dưới quyền điều khiển của Ban tuyên giáo, thì chính quyền của Đảng Cộng sản tại Hà Nội không thể nào phản biện lại những giá trị của sự thật đạt được và đã được lan truyền trong mạng xã hội. Hệ thống báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ khả năng đối phó với mạng xã hội vì họ thiếu sự thật. Vì vậy, để hỗ trợ, nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đã nuôi cả một đội ngũ dư luận viên, lực lượng 47 và cả công an góp sức bịt miệng những cây bút vì sự thật và bóp miệng người dân. Với hành động như vậy, thiếu Nguyễn Phú Trọng khó mà xây dựng nên hình ảnh lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng cho được. Tuy nhiên, ông Trọng dường như vẫn muốn làm. Tiếng ca tụng đã vang lên từ 3 năm trước nhưng hết sức lạc lõng. Từ 3 năm trước, mạng xã hội đã dậy sóng vì một bài viết của nhà báo dẫn chương trình Ai là triệu phú. Nói chung, nhà báo này là người của công chúng. Lời nói của anh ta có thể nói là ảnh hưởng đáng kể đến xã hội. Trong một bài viết, nhà báo đó có đoạn viết tầng bốc ông Nguyễn Phú Trọng như sau. Điều thứ hai ở ngài Trọng mà tôi, trong tư cách của một người quan sát, cảm nhận rõ chính là một phong cách sĩ phu, một nội lực phương Đông truyền thống. Ngài Trọng quê ở Đông Anh, Hà Nội, và từ cuộc sống đời thực của ngài, của vợ con ngài đến cuộc sống quan thường đường đi nước bước cực kỳ bài bản, quyết liệt của ngài tung ra trong cuộc chiến với tham ô, tham nhũng đều toát lên rất rõ cái phẩm chất sĩ phu ấy. Những sĩ phu Bắc Hà tưởng như đã tuyệt chủng trong dòng chảy thực dụng và băng hoại hôm nay, hóa ra vẫn hiện hữu, lẫm liệt và tuyệt đẹp, bình dị, điềm đạm và uy nghiêm, tôn quý ở ngài. Đấy là lời bình luận của người dẫn chương trình. Và nếu lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tạo ra những cụm từ đặc trưng để đại diện cho các cá nhân của ông như người, giản dị, khiêm tốn, vì nước, quên lập gia đình, lúc nào cũng lo cho dân, vân vân, thì nay, ông Nguyễn Phú Trọng dường như cũng muốn người ta nhắc đến ông là có ngay những từ đặc trưng như sĩ phu Bắc Hà, ngài, lẫm liệt, bình dị, thanh cao, trong sạch. Đây là hình ảnh một lời ca tụng lạng lõng. Phải nói, những cụm từ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng hình ảnh lãnh tụ trong Hồ Chí Minh hầu như không có bất kỳ sự phản ứng phụ nào của xã hội. Bộ máy tuyên truyền lúc đó đưa ra là cả xã hội chấp nhận và cứ thế những ngôn từ tầng bốc đó được đưa lên loa phường, đưa lên báo chí, đưa lên truyền hình và thậm chí đưa vào giáo dục. Kết quả là rất nhiều thế hệ đã sùng bái ông Hồ Chí Minh và cho đến hôm nay rất nhiều người vẫn còn sùng bái và bất chấp thông tin đa chiều đã hiện diện trên mạng xã hội rất nhiều. Tuy nhiên, ngày nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng hình ảnh của mình theo cách này đã cho phản ứng phụ khá mạnh. Trên mạng xã hội khi đó đã xuất hiện rất nhiều bài viết có chỉ trích, có mỉa mai, còn khen thì rất ít. Đấy có thể là một liều thuốc thở mà ông Nguyễn Phú Trọng phải hiểu rằng ông xây dựng một hình ảnh Hồ Chí Minh thứ hai sẽ thất bại chứ không thể thành công như ông Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Ước mơ làm lãnh tụ vẫn không nguôi ở ông. Vào sáng ngày 29 tháng 3, tại nghị trường Quốc hội, ông Nguyễn Ánh Chí, một đại biểu Quốc hội, không đóng góp ý kiến gì có giá trị. Ông ta đứng nói rằng ông cảm động vô cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang. Với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai là trung tâm đoàn kết khơi nguồn tự hào dân tộc. Lãnh đạo đảng, nhà nước có mái tóc lo cho dân giàu nước mạnh, được sống cho hòa bình, chiến thắng được bệnh tật, an toàn vượt qua bão lũ. Và cảm động vô cùng với một vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang. Và với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai là trung tâm đoàn kết, là ngọn cờ tập hợp, là nguồn khơi tự hào dân tộc, nhân dân đã vô cùng cảm kích khi nghe báo cáo về những công việc đến nội, đối nội và đối ngoại của Chủ tịch nước đã làm được trong thời gian vừa qua. Vâng, lần này tầng bốc ông Nguyễn Phú Trọng không phải là một nhà báo có tiếng như lần trước, mà lần này trước hội nghị trường Quốc hội này họp mỗi năm 2 lần và đây là lần thứ 11 của khóa 14. Vậy mà không thấy ông này ca tụng. Và phải đợi cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng vừa được ngồi lại chiếc ghế nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng Bí thư để nuôi ước mơ cầm quyền suốt đời thì có người xuất hiện đúng lúc tầng bốc ông lên như muốn xây dựng hình ảnh lãnh tụ vĩ đại vậy.
những thành tích đáng xấu hổ của Nguyễn Phú Trọng thì không thấy nhắc đến. Tư cách là người đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước mà để Bộ Công an sang tận Berlin, thủ đô nước Đức, làm nghề bắt cóc. Xem luật pháp quốc tế không ra gì, và xem luật pháp nước Đức cũng như trốn không người vậy. Đây là hình ảnh bài ca tâng bốc lại được cho sướng lên trước nghị trường. Cùng thời với ông Nguyễn Phú Trọng mà công an nửa đêm lại tấn công vào nhà dân, hành quyết và bắt người, sau đó là truy tố. Cùng thời với Nguyễn Phú Trọng là một thẩm phán xử án chấp nhận chứng cứ ngụy tạo, ép chết người mà sau đó vẫn được thăng chức vào Bộ Chính trị. Luật pháp và tư pháp là hai thứ tạo nên một nhà nước pháp quyền, nhưng nó đã bị chà đạp không thương tiếc dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Những đường đức tính của lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng như ca tụng dân ấy không cần. Dân cần là một nhà nước pháp quyền, biết tôn trọng luật pháp thực sự. Người dân sống yên bình thực sự, còn dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, luật pháp và tư pháp càng xuống cấp nghiêm trọng. Những trò tâng bốc không còn giá trị gì nữa, nó ngày càng trở nên lố bịch mà thôi. Đất nước này cần một chính quyền biết thượng tôn pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 với bản tin Tạo phong trào tâng bốc, Nguyễn Phú Trọng muốn cạnh tranh với lãnh tụ Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.